Cậu có phần này. Ừ, đúng rồi. Đúng, ừ. Ừ. Chào buổi sáng. Ừ, chào anh. Nè nè, Thái Thượng Hoàng giá lâm rồi kìa. Mọi người mau chuẩn bị tiếp đón đi. Thái Thượng Hoàng chính là đại cổ đông của phòng thiết kế đó, cũng là chủ tịch của thiết kế Cộng Hòa. Trời ơi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên đi mà. Chào chú Kỷ, ngọn gió nào đưa chú tới đây vậy? Sao không cho cháu biết? Hôm nay chú đặc biệt tới đây có công chuyện và mang tới cho mọi người một phó tổng giám đốc mới. Mau xuống đi. Ai vậy? Trí Trân. Bánh bèo sao? Diệu Nam, từ giờ Trí Trân chính là phó tổng giám đốc của công ty ha. Mọi người phải giúp đỡ con bé nhiều một chút, nó cũng vừa mới đi làm, cần phải học hỏi nhiều ha. Sau này xin được chỉ giáo. Diệu Nam, sau này con không được ăn hiếp Trí Trân đâu nữa nha. Chú Kỳ cứ yên tâm đi, không có đâu. Hoan nghênh phó tổng giám đốc. Đây đi, khiêng cái bàn kia ra ngoài cho tôi. Bộ sofa này cũng đem ra luôn, thay cái mới đi. Chậm thôi. Khoan đã. Làm gì vậy? Làm vậy là sao? Em giúp anh trang trí lại phòng làm việc mà. Phiền các anh ra ngoài một chút. Dạ được. Em điên đủ chưa? Đừng như vậy nữa được không? Em có làm gì đâu chứ, giúp anh thay đổi chút thôi mà. Em có biết em làm vậy đồng nghiệp bên ngoài sẽ cười nhạo anh. Em không ở nhà đi cho yên, tự nhiên tới đây làm gì? Không phải cũng tại anh sao? Anh bận rộn như vậy, em chỉ muốn là được làm việc cùng với anh thôi. Nhân tiện giúp anh xua đuổi lũ ong bướm xung quanh được không? Kỷ Trí Trân, em nghe cho rõ đây, đây là nơi làm việc, không phải chỗ vui chơi giải trí. Đừng có quậy phá ở đây, nghe rõ chưa? Diệu Nam à, chúng ta sắp đính hôn rồi mà. Anh phải làm việc rồi. Vậy trưa nay đi ăn cùng với nhau nha. Tính sao đi? Con nhỏ bánh bèo đó lại tới rồi, cô ta nhất định sẽ phá em. Phải nghĩ cách đối phó mới em được. Em không thèm sợ cô ta, quan trọng là cô ta không vui sẽ làm khó mẹ em, mẹ em không vui sẽ làm khó em. Trong giờ làm việc phải nhớ không được buông dưa lê, biết chưa? Ê nè. Nè, cô phó tổng mới gọi cô qua kìa. Sao cổ linh dữ vậy? Các cô nói chuyện gì vậy? Băng vệ sinh. Anh dùng hiệu gì vậy? Phó tổng cô tìm tôi. Từ hôm nay trở đi, cô sẽ vừa là nhân viên kinh doanh, vừa làm trợ lý cho tôi. Thế sao? Không đồng ý à? Hay là cảm thấy năng lực bản thân không làm nổi? Vậy nhưng lúc còn sớm, mau biến khỏi đây đi. Tôi đồng ý. Được.
Vậy thì cô nhớ cho kỹ, 11 giờ hàng ngày, thức dậy đúng giờ, tới nhà tôi đón tôi. Bữa sáng hàng ngày của tôi là cà phê đen và bánh mì nướng. Quần áo tôi mặc hàng ngày, cô phải ủi rồi mang tới phòng làm việc cho tôi. Sau đó, hoa hồng trắng, mỗi ngày 11 bông, không thừa cũng không được thiếu, phải là hoa tươi nhất. Cái này không đạt yêu cầu, vì mới chỉ có 9 bông thôi. Bữa trưa hàng ngày của tôi là 3 giờ chiều. Tôi không ăn đồ bên ngoài, chỉ ăn đồ trong nhà làm thôi. Nhưng mà nhất định phải nóng, hơn nữa không được dùng loại dây sống, ăn sẽ không được ngon, nghe rõ chưa? Dạ, rõ rồi. Rất tốt, ra ngoài đi. Ê, chờ đã. Đi pha cho tôi một tách cà phê. Cảm ơn. Dạ. Nhanh một chút. Muốn tôi phỏng chết hả? Làm lại ly khác. Ôi trời ơi, đặc quá đi. Làm lại. Quá lạc. Cái này sao nguội quá vậy? Đằng nào thì tôi cũng không uống nổi, thiệt lãng phí quá. Cô uống đi hả? Lừa hơn đầu, cô cố ý đúng không? Ngay cả cà phê cũng không pha nổi, tôi thấy cô không phải chờ nữa đâu. Kỷ Trí Trân. Không sao. Em điên đủ chưa vậy? Không sao, đều là lỗi của tôi. Tôi đi làm ly khác. Nè, Diệu Nam, anh thấy chưa? Những loại người đó không được dễ dãi với họ. Chỉ muốn cho ăn đòn thôi. Tôi không muốn uống nữa, đem đổ luôn đi. Lưu Hương Đồng, cố lên. Lưu Hương Đồng, mày giỏi nhất. Lưu Hương Đồng, mày nhất định có thể kiên trì tới cùng. Mày lợi hại nhất mà, không ai có thể đánh bại được mày. Cố lên. Nè, Hân Đồng, cháu về rồi à? Dạ, chào chú. Sao về hả? Tóc của cháu sao lại bị ướt? Dạ, tại hôm nay gặp chút chuyện ngoài ý muốn thôi. Chuyện gì vậy? Hôm nay là ngày đầu tiên Trí Trân đi làm. Có phải nó ức hiếp cháu không? Thật sự là do cháu tự làm, tự cháu không cẩn thận. Không phải lỗi của Trí Trân đâu, cô ấy rất tốt. Hân Đồng à, nếu như Trí Trân dám làm khó dễ gì cháu, cháu nhất định phải nói cho chú biết, được không hả? Bách Quân. Hả? Ngoài này có chuyện gì vậy? Hai người nói chuyện vui vẻ quá. Bà coi coi, bà nhìn Hân Đồng trong bộ dạng như vậy, tóc con bé bị ướt, chắc chắn là do Trí Trân gây ra đó. Tôi đã nói rồi, nó mà đi làm thì nhất định sẽ gây ra chuyện. Tóc cô ta bị ướt anh cũng nhìn ra được hả? Còn kiểu tóc mới của em sao anh không nhìn thấy? Anh nhìn người ta cũng đâu cần để ý dữ vậy. Chẳng phải tôi đã nói với cô không được phép nói chuyện riêng với chủ tịch sao? Kỷ phu nhân, không nói tôi... gì nữa, đi mau đi, thấy mặt là phiền phức. Việc gì mà bà phải làm như vậy chứ hả? Vừa rồi tôi đã chủ động hỏi chuyện con bé. Bà nhìn con bé đi hả? Coi có tội nghiệp không? Sao đây? Em chỉ nói cô ấy vài câu mà anh đau lòng rồi hả? Tội nghiệp, tội nghiệp. Cô ta tội nghiệp chỗ nào? Em thấy á, cô ta thực sự có ý xấu với anh á. Đã lợi Diệu Nam bao bọc cho nó, bây giờ đến lượt anh cũng động lòng nữa. Bây giờ anh muốn làm sao? Ly hôn rồi lấy nó về nha. Bà này, không phải bà... Nhìn cái gì mà nhìn chứ? Nó đẹp tới như vậy hay sao? Muốn nhìn đúng không? Được rồi, để em gọi cô ta quay lại cho hai người nói chuyện với nhau. Em đi liền nè, có muốn không em đi? Nè, sao anh không giữ em lại? Anh muốn em đi thiệt hả? Được rồi, hả? Tôi không muốn tranh cãi với bà nữa. Thật là... Ừ.
Sau này tôi không muốn chuyện như vậy xảy ra nữa, nghe rõ chưa? Cảm ơn anh nhiều lắm. Nhớ kỹ đó, rút kinh nghiệm lần sau. Cảm ơn đã tới. Nè, đi đâu đó? Không cần cô nữa, cô tự bắt xe buýt mà đi nha. Hả? Chị Nguyệt. Đây 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 đây. Nóng đó, cẩn thận một chút. Trời ơi, uống từ từ thôi. Biết ngay là con bánh bèo đó cố tình hành hạ em mà. Còn đó quá đáng thì. Nè, hay là em đi tìm anh Trấn Vũ đi. Nói cho anh ấy biết, anh Trấn Vũ tốt như vậy chắc chắn sẽ giúp em. Không sao, không sao. Làm vậy càng khiến cô ta được nữa. Hành hạ mẹ em nhiều hơn đó chị à. Em nghĩ cho người khác nhiều quá đó. Không thì em đừng có làm nữa, bỏ việc đi. Không được, cô ta muốn em thua trận để em chịu không nổi bỏ việc. Em không những làm tốt mà còn phải làm cực tốt cho cô ta thấy. Muốn em chịu thua hả? Còn lâu nha. Chỉ là một dĩa bánh bèo thôi mà. Em không sợ. Em ngon thiệt đó. Chỉ là một dĩa bánh bèo thôi mà. Đúng vậy, chiên cô ta thành bánh xèo luôn đi. Cho cô ta thành bánh xèo luôn. Vậy thành bánh xèo luôn. Lợi tiên sinh, tôi đã nói rồi mà, hai chúng ta không thể yêu nhau. Anh để tôi về đi. Đi đâu đó? Đi pha cà phê cho bánh bèo. Anh Trấn Vũ. Vào đi. Sao vậy? Tôi có việc muốn làm phiền anh. Cô cứ nói. Kỳ tiểu thư, anh tới đâu rồi? Đang ở trong phòng, để tôi thông báo giùm cô nha. Không cần đâu, tôi tự đi. Dạ. Tôi thực sự không thể chịu đựng được. Em gái của anh thực sự quá ác đi. Mỗi ngày không cho con bé yên ổn ăn cơm, cứ bắt làm cái này làm cái kia. Cô ta ức hiếp Hân Đồng rất quá đáng. Nếu còn tiếp tục như vậy, doanh số của Hân Đồng thì tôi không nói, nhưng cái tôi lo nhất là sức khỏe của con bé. Tôi kêu Hân Đồng tới nói chuyện với anh, con bé không chịu nên tôi mới tới đây. Anh Trấn Vũ, anh có thể tìm em gái anh nói chuyện, kêu cô ấy đừng hành hạ Hân Đồng như vậy nữa. Muốn nói gì với tôi hả? Công ty thuê cô tới làm việc chứ không phải để khua môi múa mép. Biết tôi là ai không hả? Còn dám điều bách lẻo nữa. Không sao chứ. Nhìn cái gì mà nhìn? Muốn đánh tôi sao? Tới thôi, đây. Thôi, được rồi. Thôi đi. Hey, có chuyện đánh ai nhau vậy? Kìa. Là cái người ngồi ngay chỗ này nè. Chị họ tôi. Đúng rồi đó. Ở đâu? Kìa, ở bên văn kia. Văn phòng làm gì? Đúng. Văn phòng làm việc. Cô đánh đi. Thôi đi. Chị họ. Thôi đi Trân Trân hả? Chị không sao chứ? Cái gì? Chị họ hả? Ôi trời, thì ra là hai chị em. Nhìn cái bộ dạng vô dụng của mấy người là biết không được cha mẹ dạy dỗ. Trân Trân rồi. Em không được nói như vậy. Trân Trân cô, đứng dậy. Cô dám đánh tôi hả? Đứng dậy cô. Thôi đi Trân Trân à. Lại đây. Công ty có bao nhiêu người đang nhìn kìa. Được rồi đừng nhìn nữa. Nhìn cái gì mà nhìn? Còn nhìn tôi đuổi việc hết bây giờ. Hai người các người cứ giờ đó. Ngô Nguyệt, cô đừng giận nữa. Ngô Nguyệt. Anh Trấn Vũ. Chuyện vừa rồi thật sự tôi rất xin lỗi. Tôi thay mặt Trân Trân xin lỗi cô. Không sao đâu. Cái này tặng cho cô. Anh tặng quà cho tôi sao?
Đây là cái gì vậy? Oh, bạn y tế dễ thương quá. Nhưng tiếc là tôi không bị thương. Cô bị sứt ở đây nè. Có sao? Có đó. Hả? Ở đâu? Ở đâu? Ờ, để tôi dán cho cô. Ở đây đúng không? Có phải chỗ này không vậy? Có phải ở đây không hả? Chỗ để tôi, này. Để tôi. Cảm ơn anh. Cô nhớ hàng ngày rửa mặt xong phải thay băng khác nha. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh Trấn Vũ. Cái tái này coi như không bị thì đáng lắm. Cô ta nữa, đuổi ra ngoài cho tôi. Cô không có tư cách đuổi việc chúng tôi. Tôi có đủ tư cách làm bất cứ chuyện gì. Bắt đầu từ ngày mai, hai người không phải đi làm nữa. Đuổi ra đi. Đi ra ngoài, ngoài, đi lên, đi lên. Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Diệu Nam, lùi ra ngoài. Đi, đi lên, nhanh, đi ra ngoài. Dạ, dạ. Diệu Nam à, anh không cho tụi em nói với ba mẹ, chắc chắn ba mẹ sẽ đuổi cổ hai người đó thôi. Anh biết rõ ba em là cổ đông mà. Nhưng em đừng quên, anh là tổng giám đốc do hội đồng quản trị lựa chọn. Do đó anh có quyền sa thải hoặc tuyển dụng bất kỳ nhân viên nào. Anh tin về điểm này, ba em cũng không phản đối. Họ là người anh mời tới đây. Nếu như em cứ nhất quyết đuổi họ đi, hay là vậy đi, em mở cuộc họp hội đồng quản trị, đuổi anh ra khỏi vị trí tổng giám đốc này đi. Trở về chỗ làm việc hết đi. Đi thôi. Nhìn cái gì mà nhìn? Hôm nay đúng là một phen muốn rớt tim. Nhưng nhìn thấy con bánh bèo cuối cùng thê thảm như vậy, thật là hả dạ. Chị họ, cho em xin lỗi nha. Tất cả cũng tại em, chị mới bị như vậy. Ơi, em nói cái gì vậy? Em coi. Trong cái rượu có cái mày đó nha. Cái này do chính tay anh Trấn Vũ dán cho chị đó. Về nhà chị phải dán nó lên để hàng ngày ngắm. Ghê quá đi. Em không hiểu cái gì hết. Đây gọi là sức mạnh của tình yêu. Nè, nhưng mà hôm nay anh Diệu Nam cũng đã giúp chúng ta hơi nhiều đó, đúng không? Con nhỏ bánh bèo đó cứ ngày nào cũng hành hạ em. Công việc chính của em ở phòng kinh doanh cũng không cần thời gian đâu mà làm nữa. Tới cuối tháng này còn phải tổng kết doanh số. Nếu lỡ như em không đạt yêu cầu, cô ta thừa cơ đuổi em đi. Tôi muốn chăm sóc em, nhưng cứ mỗi lần tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với em thì em luôn làm như không quen biết. Em muốn thế nào đây? Tôi muốn làm gì hả? Tôi muốn giết chết em luôn, em có biết không? Tôi thích em. Ủa, anh, trễ như vậy rồi anh làm gì vậy? Báo cáo kinh doanh. Cái này do giám đốc kinh doanh làm mà, sao anh lại phải đích thân làm chứ? Anh làm giùm bạn, quan trọng lắm. Mặc kệ anh, đi ngủ đi.
Vậy anh nhớ giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi sớm đi nha. Lợi tổng anh tìm tôi hả? Shh, nó nhỏ thôi, nhỏ thôi. Hân Đồng đang ở trong kia, đi mau, đi thôi. Hân Đồng nó mất thì làm đi. Sao? Cô đưa cái này cho Hân Đồng để cô ấy nắm rõ kỹ năng bán hàng và thông tin sản phẩm mới ra trong thời gian nhanh nhất. Anh làm hả? Ờ, nhớ đừng nói cho cô ấy biết đó, tôi sợ cô ấy không chịu coi. Tôi biết rồi. Thật không nhìn ra anh cũng để tâm tới Hân Đồng. Rồi 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 rồi, cô mau đi đi. Đi đi. Cho em nè. Chị hả? Em vẫn thường nghĩ là chúng ta có phải chị em ruột hay không? Không chỉ ruột mà còn hơn cả ruột thịt nữa. Chị coi những chỗ ghi chép này, rồi mấy chỗ đánh dấu nữa, rồi khoanh tròn nữa chứ. Còn dùng bút khác màu vẽ ra cho em coi nữa, đánh dấu hết tất cả những điểm quan trọng cần xem. Thì đúng là quá chi tiết luôn. Chị ơi, em cảm động quá. Sự nghiệp của em được cứu rồi. Nghe nè, em nhất định phải cố lên nha. Chắc chắn em sẽ chăm chỉ đọc hết chỗ này. Tôi xin thông tin của sản phẩm mới nha. Được. Đây là danh thiếp của tôi, lần sau chị tới có thể tìm tôi. Được, cảm ơn cô. Vừa rồi tôi thấy chị có vẻ rất thích những mẫu sản phẩm đèn. Chị coi, đây là những mẫu đèn mới nhất trong năm nay. Nó thuộc về dòng sản phẩm đặc biệt nhất đó, rất phù hợp với chị. Chị có thể tham khảo qua một chút. Được. Còn có loại này nữa, tất cả đều rất tốt. Được lắm đó, chị coi thử đi. Kỷ phu nhân, Lợi tiên sinh tới rồi. Thừa tướng đó hả? Chào dì. Ôi trời dì ơi, con thấy dì càng ngày càng trẻ ra, càng ngày càng đẹp đó nha. Hả? Con khéo ăn khéo nói, mà sao lại tới đây? Anh trai con dạo này hơi bận, ba con lại đang đi công tác, nên ba đặc biệt căn dặn con qua đây thăm dì đó. Ba con khách sáo quá. Đúng rồi, Trí Trân tới thiết kế cộng hòa làm việc rồi đúng không dì? Con thấy mối quan hệ giữa cô ấy và anh Diệu Nam dạo này tốt lắm. Anh ấy gần đây toàn là thức tới nửa đêm. Hình như là bận làm cho Trí Trân tài liệu nghiệp vụ gì đó thì phải. Vậy sao? Dạ. Diệu Nam chịu khó vậy à? Dạ phải. Con nghe anh ấy nói hình như là tài liệu kỹ năng bán hàng gì đó. Còn nói là vô cùng quan trọng để tặng cho người khác. Người anh ấy muốn tặng đương nhiên là Trí Trân rồi. Không phải đâu. Trí Trân nhà dì nó làm phụ trách chính sách đối ngoại. Hơn nữa dạo này con bé cũng đâu có đi làm. Ôi vậy sao? Vậy là con nhớ làm rồi thì phải. Trân Trân, Trân Trân à, con phải tới công ty một chuyến đi. Con không đi đâu, tao nói chán chết. Anh Diệu Nam toàn cãi nhau với con thôi. Mẹ, mẹ không biết đâu, lần trước anh ấy khiến cho con trước bao nhiêu nhân viên công ty, mất mặt biết bao nhiêu luôn. Con không đi, con chết cũng không đi. Con không đi là có chuyện lớn đó. Con đi hay không cũng vậy thôi à, có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Mẹ nghi ngờ Diệu Nam nó cùng con nhóc yêu tinh kia thực sự có vấn đề. Gì chứ, mẹ mới nói cái gì? Chị, số nội thất này tôi sẽ lập đơn hàng cho chị. Được, phiền chị qua bên kia làm thủ tục một chút nha. Mời chị sang bên này. Được rồi, cảm ơn chị.
Wow, lại được một mối lớn nữa rồi nha. Từ khi nhỏ bánh bèo kia không tới làm khó em, doanh số của em cứ xoẹt 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 bay lên như diều gặp gió. Em thấy cũng tạm thôi. Ôi trời, chưa gì kiêu ngạo chưa kìa. Nè nè, ra đây em dạy chị làm thế nào nâng cao doanh số đi. Cho chị coi một chút đi, coi một chút thôi mà. Coi một chút thôi mà. Hả, giờ làm việc mà đùa giỡn vui vẻ dữ ha. Doanh số tốt nên kiêu căng quá phải không? Xin lỗi Kỳ tiểu thư. Không cần biết là ai đứng sau lưng chống lưng cho cô. Nhưng mà dù cô có đứng thứ nhất, sớm muộn gì tôi cũng đuổi việc được cô thôi. Juni, mang ghi chép kinh doanh của tháng này tới đây cho tôi. Dạ đây. Người mới tới công ty có một tháng mà đứng top 3 doanh số bán hàng rồi. Những người khác ngồi chơi hay sao vậy? Kỳ tiểu thư à, Kỳ tổng nhà tôi đưa cái này cho cô, là biểu đồ thiết kế và bản báo giá trong tháng này. Xin mời cô coi qua. Để đó đi. Dạ. Ra ngoài. Dạ. Kỳ tiểu thư à, đây là đồ của tôi. Kỳ tiểu thư à, cô đang làm gì vậy? Nè, Kỳ tiểu thư. Cái này anh làm phải không? Em có thể nhận ra được đây là chữ viết của anh. Cãi nhau rồi lại cãi nhau nữa kìa. Không phải họ đã đính hôn rồi sao? Coi bộ của Kỳ tiểu thư này cũng chỉ là quân cờ trong hôn nhân sắp đặt thôi. Đúng vậy đó. Kỳ tiểu thư, phiền em đừng gây thêm náo loạn ở đây nữa. Anh làm gì cũng không cần phải giải thích với em đâu. Anh vì cô ta nên muốn phân rõ ranh giới với em đúng không? Em nên nhớ đây là giờ làm việc. Em hãy cư xử đúng mực. Ra ngoài. Diệu Nam, anh sẽ phải hối hận đó. Ngọc Ánh à, chỗ này chỉnh lại một chút đi. Làm sao vậy? Không phải đâu. Chị họ. Chị họ. Chị nói thật với em đi, chuyện tài liệu đó là sao? Cái đó anh ta. Cái đó em cũng biết rồi còn hỏi. Em không biết từ khi nào chị lại trở thành gián điệp của anh ta nữa. Chị cũng không biết từ khi nào em với anh ta lại thành một đôi. Ai là một đôi với anh ta chứ? Cái điện thoại này, cả cái của em nữa, đều là anh ta đưa đúng không? Để xuống đã, để xuống thì xuống. Được rồi, bình tĩnh bớt giận ha. Từ từ nghe chị nói đã. Chị thấy Lợi Diệu Nam thực ra rất đáng tin cậy đó. Em coi anh ta làm cho em tập tài liệu đó, làm rất kỳ công, phải tốn bao nhiêu công sức. Nè chị họ à, con người của chị sao có thể trở mặt như bánh tráng vậy? Lập trường của chị không kiên định chút nào hết á. Mới phút trước còn nói với em loại người này phải tránh xa ra một chút, ngay sau đó đã trở thành nội gián của anh ta. Hả? Nội gián cái gì chứ? Chị như vậy gọi là bà Mai đó biết chưa tiểu thư? Trời ơi em không biết hả? Mỗi lần anh ta tới tìm chị, dáng vẻ lúc nào cũng thiệt đáng thương, hoàn toàn khác so với bình thường. Em cũng biết con người chị mà, rất là mềm yếu đó. Chị thấy tội quá nên đồng ý. Có câu nói à, nói thế nào hả ta? Cái gì mà tháp cứ một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Đúng rồi, chính là câu nói này. Em coi, chị phải tích cực làm nhiều việc tốt như vậy thì con cháu đời sau của chị mới hưởng phước, có đúng không? Chị hả? Em dám cá 10.000, chị nhận của anh ta không ít lợi lộc đúng không? Nhận ân huệ của người rồi lại mang tới ân huệ cho người khác, cái đó gọi là biểu hiện của tạo phúc. Chị họ, con người của chị, cái miệng của chị. Nè, lúc nãy chị nói giỡn với em thôi. Thật ra thì chị thấy con người của Lợi Diệu Nam đúng là rất chân thành. Em thử cân nhắc tới anh ta coi sao. Thank you.
Mẹ, mẹ. Kỳ tiểu thư, cô về đúng lúc quá. Đây chính là... Cái gì đấy? Bà làm cho con gái bảo bối của bà để cô ta ăn cho no, có sức chọc giận tôi đúng không? Không phải, cái này là tôi làm riêng cho cô. Cô đi làm vất vả quá. Làm cho tôi á hả? Nếu như bà thật sự muốn tốt cho tôi thì mau cùng con gái yêu quý của bà cuốn xéo khỏi nhà tôi. Ai biết được bà bỏ thứ gì vô đó chứ. Mẹ tôi nói không sai, toàn là thứ xui xẻo. Con gái, mẹ là mẹ của con đi mà. Mẹ. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Không sao. Chắc chắn lại là Kỷ tiểu thư đúng không? Có phải cô ta lại ức hiếp mẹ nữa đúng không? Con phải tìm cô ta. Con không thể để chuyện này xảy ra được nữa. Đừng đi. Mẹ không sao hết. Mẹ à, con chịu đựng sao cũng được hết. Nhưng con không thể nhìn mẹ bị oan ức. Con càng nói thì càng rắc rối thêm. Cô ấy vốn đã không ưa gì con rồi. Con càng nói, cô ấy càng giận thêm. Con hiểu hay không? Nhưng mà con... Không nhưng nghĩ gì hết. Chúng ta phải tiếp tục sống ở đây. Con đừng nói gì nữa. Mẹ, đều tại con. Tại con làm Kỷ tiểu thư không hài lòng. Tại con khiến cho cô ấy không vui. Nếu không, cô ấy cũng không làm khó mẹ như vậy. Con xin lỗi mẹ. Lại đi. Hân Đồng, mẹ có chuyện muốn cầu xin con. Mẹ nói đi. Con rời khỏi thiết kế cộng hòa đi. Kỷ tiểu thư vốn dĩ đã không vui. Con ở đó, cô ấy sẽ càng không vui nữa. Mẹ thà rằng để con làm một công việc lương thấp hơn một chút. Có được không con? Mẹ à, nhưng mà con... Mẹ xin con mà. Vừa rồi, chúng ta đã công bố xong những người xếp hạng 3 từ dưới lên. Tiếp theo là danh sách top 3 nhân viên có thành tích kinh doanh cao nhất trong tháng trước. Đứng thứ 3, Ngô Vũ Kỳ. Đứng thứ 2, Lưu Đào. Xếp thứ nhất, người xếp thứ nhất hay là để Lợi Tổng công bố đi nha. Người xếp thứ nhất chính là người thứ nhất là Lưu Hân Đồng. Hay quá. Chị liền hơn nào. Được rồi, như vậy là cả ba nhân viên vừa được đọc tên bắt đầu từ tháng này lương tăng gấp đôi nha. Chúc mừng. Tiếp theo đây, xin mời Lưu Hân Đồng. Mời cô chia sẻ cho mọi người biết kinh nghiệm bán hàng của mình. Em coi, con nhỏ bánh bèo kia sắp tức điên lên rồi. Lợi Tổng, đây là đơn xin thôi việc của tôi. Ủa sao kỳ vậy? Thành tích tốt quá mà. Đang làm tốt mà sao tự nhiên kỳ vậy? Vô lý quá ha. Thiệt là không hiểu nổi. Tự nhiên nghĩ. Lạ thiệt đó. Đang làm tốt mà. Ổn quá ha. Nè, em chờ đã. Em nói rõ chị nghe coi. Chị đừng khuyên em nữa, em đã quyết định rồi mà. Sao vậy? Em đang làm rất tốt mà. Bây giờ lương còn mới được tăng nữa. Chỉ cần em duy trì nửa năm là được lên chức trưởng phòng. Sao tự dưng lại thôi việc hả? Chị à, tiền thì sau này kiếm cũng được. Nhưng mà em xảy ra chuyện thì không còn kịp nữa đâu. Mẹ em, công việc của em thì liên quan gì tới mẹ em? Lợi Diệu Nam lại làm chuyện gì hả? Chị à, chị đừng nghĩ lung tung. Không phải là Diệu Nam, mà là Kỷ tiểu thư. Còn bánh bèo đó. Ôi trời ơi, chị hiểu rồi. Cô ta một lòng một dạ muốn đuổi em khỏi công ty nhưng mà không thành. Cho nên mới về nhà trút giận lên người mẹ em. Có đúng không hả? Em không muốn mẹ chịu tổn thương gì em nữa.
Con nhỏ đó thiệt quá đáng, đúng là đồ đanh đá. Ông trời phái nó xuống để hành hạ mẹ em sao? Thật ra cái chị khó hiểu nhất chính là cô. Tại sao cứ phải cố sống cố chết ở lại Kỷ gia để bị ức hiếp? Cô tưởng mình là nữ chính trong phim ngôn tình hay sao? Thật là khó hiểu mà. Em cũng không hiểu nổi. Nè, em dọn hết rồi hả? Tính đi luôn sao? Chị họ à, chị nhất định phải làm việc thật tốt. Em thấy chị rất có tiền đồ. Chị cứ yên tâm, em đi đây. Tối gặp nhau ở phố ẩm thực nha. Cẩn thận đó. Thiệt tình. Hân Đồng đâu rồi? Vừa mới đi. Lưu Hân Đồng. Lưu Hân Đồng. Trời ơi. Ai cho em đi chứ? Buông tôi ra. Ai cho phép em nghỉ việc hả? Quay lại cho tôi. Tôi nói cho anh biết, Lợi tổng, bây giờ tôi đã thôi việc rồi, tôi không còn là nhân viên của anh nữa, được bắt tôi nghe lời anh. Tôi không đồng ý, tôi không phê duyệt. Đi. Anh buông tôi ra, buông tôi ra đi. Tôi muốn nói với anh, tôi và anh vốn không phải là người cùng một thế giới. Khi anh được nghỉ hè, anh có thể đi California lướt sóng. Còn tôi làm thêm ở tiệm pizza. Mỗi ngày đều phải tính toán làm thế nào để nhận thêm mấy công việc nữa, kiếm thêm ít tiền cho gia đình mình. Anh bị hư một cái điện thoại, chẳng qua chỉ là như bể một cái ly thôi. Còn tôi muốn mua một cái điện thoại thì phải để dành nửa năm trời. Cuộc sống của tôi vốn dĩ chỉ có như vậy, sinh ra đã là như vậy. Mỗi ngày đều phải rất chăm chỉ cố gắng, nhưng vẫn chưa thể nào đầy đủ. Nhưng tôi đã quen rồi. Anh có biết sự xuất hiện của anh khiến cuộc sống của tôi trở thành một mớ hỗn độn hoàn toàn mất kiểm soát hay không hả? Mỗi lần anh nhúng tay vào chuyện của tôi và Kỷ tiểu thư, cô ấy sẽ càng thêm khó chịu rồi trút hết giận dữ lên người mẹ tôi. Có phải mẹ em kêu em nghĩ gì không? Anh có biết mỗi lần anh đối xử tốt với tôi chỉ càng đem tới cho tôi nhiều phiền phức và gánh nặng. Lẽ nào sự xuất hiện của tôi chỉ mang tới cho em gánh nặng và phiền phức thôi sao? Tôi buông ra đi. Sau này đừng giúp tôi nữa, đừng tới làm phiền tôi. Tôi không chịu được khi thấy em bị oan ức, bị Kỷ Trí Trân bắt nạt. Không chịu được khi thấy em bị bệnh, bởi vì tôi rất đau lòng. Tôi đau lòng lắm. Anh có biết mỗi lần anh đối xử tốt với tôi chỉ càng đem tới cho tôi nhiều phiền phức và gánh nặng. Lẽ nào sự xuất hiện của tôi chỉ mang tới cho em gánh nặng và phiền phức thôi sao? Tôi sẽ giữ lại đơn thôi việc của em và chờ em quay lại. Chờ em quay lại. Mình làm như vậy rốt cuộc là đúng hay là sai đấy? Gia Tự, ăn gì một chút đi. Ba mẹ, ba mẹ về nhà ăn cơm thật tốt. Ba mẹ không có nhà, ngay cả dì Trương cũng không có tâm trạng nấu nướng. Mấy bữa ba không có ở nhà mà con cũng về ăn cơm hả? Cả ngày chỉ biết liêu lỏng ở bên ngoài thôi. Con coi cái nhà này cứ như nhà trọ vậy. Bộ con tưởng ba không biết gì sao? Con có giỏi á thì khỏi về nhà luôn đi. Gia Tự à, chúng ta mới vừa về tới, sao anh lại nói con như vậy? Thừa Tuấn, mẹ nghe phu nhân chủ tịch Âu Dương nói gần đây con đầu tư một hạng mục bất động sản, kiếm được không ít tiền hả? Đúng vậy ba,
Con cảm thấy lợi nhuận từ bất động sản thật sự có thể nói là khá cao. Con thấy tập đoàn chúng ta có thể làm một vài. Được rồi. Mấy vụ đầu cơ trục lợi nhỏ lẻ này con tự làm là được rồi, không cần phải nói với ba. À phải, Diệu Nam à, công việc của thiết kế cộng hòa chỗ con tiến hành ra sao rồi? Bình thường. À, nhưng mà yêu cầu của ba không chỉ có bình thường vậy đâu hả? Có phải Trân Trân đã tới chỗ con làm việc rồi phải không? Dạ. Ừ. Nếu đã như vậy thì ba sẽ tìm cơ hội đi gặp chủ tịch Kỷ để đề cập tới việc đính hôn của con và Trân Trân. Xin lỗi ba, con vẫn chưa chuẩn bị tinh thần. Con phải chuẩn bị cái gì? Con cũng không phải nhà gái, con cần chuẩn bị cái gì chứ? Diệu Nam, không phải là con thực sự thích cô bé nhân viên kia đó chứ? Nhân viên nào? À, nói đi. Em cũng chỉ nghe nói thôi. Người ta nói Diệu Nam cùng với một nữ nhân viên đang rất thân mật với nhau. Còn vì chuyện này mà cãi nhau với Trí Trần suốt. Sao mày quá. Gì chứ? Nữ nhân viên nào ở đây? Tự con không muốn kết hôn với Trí Trần. Con không có tình cảm với cô ấy, không liên quan tới ai cả. Không có tình cảm thì kết hôn xong dần dần cũng có tình cảm thôi. Hơn nữa, kết hôn cần tình cảm làm cái gì? Con nhìn ba và dì Lương của con kìa. Sao hả? Em thấy không thoải mái. Em lên lầu trước. Mọi người cứ ăn đi. Lên coi mẹ con đi. Dạ. Diệu Nam à, con thấy hồi đó sợ dĩ ba lấy mẹ của con chính vì bà ấy có thể giúp ba gây dựng lại sự nghiệp. Nếu không như vậy thì làm sao có tập đoàn Lợi Thị huy hoàng như ngày hôm nay? Con nói cho ba biết, đừng nhắc tới mẹ con. Bà ấy với ba có ngày nào hạnh phúc chưa? Ba đừng nhắc chuyện đó nữa, ba không xứng đáng đâu. Đó là vì mẹ con không có phúc hưởng. Con đứng lại đó. Dù con suy nghĩ như thế nào, con vẫn phải đính hôn với Trần Trần. Nếu không, con hãy lập tức rời khỏi thiết kế cộng hòa đi. Diệu Nam à, bà biết chứ, con vẫn luôn cố gắng phát triển thương hiệu thiết kế cộng hòa vì đó chính là thương hiệu nội thất mơ ước của mẹ con khi mẹ con còn sống. Nếu như con muốn hoàn thành giấc mơ của mẹ mình thì con phải tránh xa cái đứa con gái không đàng hoàng kia. Đừng nói cô ấy như vậy. Ủa, Diệu Nam, sao em biết em tới mà ra đó? Em tới làm gì? Hả? Ủa, Trân Trân. Vừa mới nhắc tới con. Dạ, con tới liền. Con chào bác trai, con tới thăm bác nè. Con vô nha. Ê, Trân Trân à, ngồi đây, bác cháu mình nói chuyện với nhau nghe. Dạ. À, chị Trương, chị mau đem hồng trà hoàng gia tôi mang từ anh về ra đây pha cho tôi đi. Dạ. Trân Trân à, à, mấy bữa nay không gặp, con lại càng ngày càng xinh đẹp hơn nữa. Con cảm ơn bác. Sao hôm nay con lại rảnh rỗi tới đây thăm bác vậy? À, con biết bác đi du lịch hôm nay vừa mới trở về. Ừ. Nên con tới đây thăm bác. Con có đem cho bác mấy hộp thực phẩm chức năng con nhờ bạn đem từ New Zealand về. À. Con biết là bác mới về, chưa thích nghi được nên đang rất mệt. Trân Trân à, con thật có lòng biết quan tâm người khác. Nếu bác có được đứa con gái như con á thì thật là hả lòng hả dạ ha. Chứ như hai thằng con trai của bác không được cái tích sự gì hết, cũng không biết quan tâm tới ai. Ê, hai đứa nó được một phần như con thì tốt quá rồi. Diệu Nam. Diệu Nam, con tính đi đâu vậy? Trần Trần nó mới tới, sao không nói chuyện với con bé? Bác trai à, chắc là dạo này anh ấy bận chuyện công việc ở công ty nên ít có thời gian quan tâm tới bác, có phải không? Con coi đó, con thấy con bé Trần Trần chưa? Con chưa về làm dâu mà đã nói giúp cho con rồi. Thật ra nó quan tâm bác hay không cũng không sao hết, chỉ cần nó chăm sóc tốt cho con là bác hài lòng lắm rồi. Anh ấy rất tốt đối với con, chỉ là gần đây có chút quá đà với một nữ nhân viên thôi. Vậy sao? À, Trân Trân à, chuyện này con cứ yên tâm. Con cũng biết đó, thằng Diệu Nam con của bác nó được cái là đẹp mã. Thỉnh thoảng mấy cô bị nó thu hút cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng mà bác có thể đảm bảo với con, không có một cô gái nào có thể sánh bằng Trân Trân đâu. Con biết mà. Hơn nữa trong lòng nó chỉ có con thôi, phải không Diệu Nam? Có phải là Trân Trân đối với con nó còn quan trọng hơn cả công việc ở cộng hòa không hả? Rồi, qua đây, qua đây. Thưa chủ tịch, trà đây. Trân Trân lại đây. Qua đây ngồi đi. Chà. Xin mời. Cẩn thận con cảm ơn bác. À, con nếm thử coi hương vị của loại hồng trà này thế nào. Nè anh. Thử không đi.
Con thấy sao hả? Ngon lắm bác. Bác trai à, con về nha. Bác nghỉ ngơi sớm. Sau này có thời gian rảnh nhớ thường xuyên tới thăm bác. Con vừa tới là bệnh tim của bác cũng đỡ liền. Bác yên tâm đi, con sẽ thường xuyên tới thăm bác. Diệu Nam à, con đưa Trân Trân về nhà đi. Đi đi con. Diệu Nam. Tạm biệt bác. Tạm biệt. Kỳ tiểu thư, dì Bảo à? Dạ. Chị có thấy cái cô Ngô Xuân Anh này rất kỳ lạ không? Tôi cũng thấy có gì đó kỳ lạ. Cái cô Ngô Xuân Anh này, lúc cô ta nhìn Kỳ tiểu thư cứ như nhìn đứa con cưng của mình vậy. Còn với chính con gái của mình thì vừa đánh vừa mắng. Dù có muốn nịnh bợ cũng chẳng có kiểu nịnh bợ nào như vậy. Đúng hết. Vậy đó. Nhất là ánh mắt của cô ta nhìn Trí Trân nhà tôi thấy rất khó chịu. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Hay là như vậy, mẹ con họ là người của huyện An Châu, chị tranh thủ đi An Châu một chuyến, điều tra nguồn gốc của mẹ con họ. Dạ, kỹ phu nhân, cuối tuần này tôi đi ngay. Sao lại là cuối tuần? Ngày mai đi luôn đi. Dạ, ngày mai tôi sẽ đi liền. Mẹ à, có người tìm mẹ nè. Dì ơi, đây là mẹ của cháu. Hai người nói chuyện nha. Cảm ơn cô. Xin chào. Chào chị. Tôi nghe nói chị có biết cô Ngô Xuân Anh có đúng không? Trước kia chị là hàng xóm của cô ấy phải không? Xuân Anh hả? Đúng vậy. Đã mấy năm rồi tôi không gặp cô ấy. Lần trước Hân Đồng nói là sẽ tới, mà lại không thấy đâu hết. Xuân Anh cũng vất vả lắm. Một người phụ nữ đem theo hai đứa bé, kiên quyết đi Giang Thành sinh sống. Vậy lúc đó nhà họ xảy ra chuyện gì vậy? Tôi nhớ là đó là lúc cô ấy mới sinh con. Đừng đánh nữa, cô ấy là em gái anh mà. Đừng sắp đánh nữa. Đánh chết anh nè. Sau này con không còn ba mẹ nữa phải không cô? Ba với mẹ con đang ở trên trời dõi theo con. Nguyệt Nguyệt còn có cô mà. Sản phụ vào viện cùng với cô hả? Tôi còn nhớ mang máng đó. Nhưng mà cô ấy không phải là người ở đây. Nghe nói cô ấy và chồng đã trở về Giang Thành rồi. Tôi nhìn họ có vẻ là người khá giả. Tôi còn nghe nói họ đã làm visa đi Mỹ nữa đó. Mấy bữa nữa cả nhà họ sẽ xuất ngoại. Cô không sao chứ? Cô ơi, cô sao vậy cô? Cô ơi, cô làm sao vậy? Cô ơi. Con gái của mẹ, rốt cuộc con đang ở đâu? Nghe nói cô ấy và chồng đã trở về Giang Thành rồi. Giang Thành? Đúng rồi, Giang Thành. Xuân Anh. Dì Triệu, sao dì lại tới đây? Cầm lấy đi, để ăn trên đường nha. Shh.
Số tiền này là bà con trong xóm quyên góp cho cô. Không không không, cháu không thể nhận được. Mọi người kiếm tiền không dễ dàng gì. Nghe lời đi mà. Không được, thực sự là không được. Cháu không thể lấy số tiền. Mình cô đem theo hai đứa nhỏ đi Giang Thành, sau này còn biết bao nhiêu gì cần phải chi tiêu nữa đó. Nghe lời dì cầm lấy đi. Nhưng mà dì Triệu, dì thay cháu cảm ơn mọi người. Số tiền này cháu nhất định sẽ trả lại. Coi cô kìa, sao cứ phải đi Giang Thành mới được chứ. Dì không hiểu đâu. Dì Triệu và cháu đi đi. Được. Đi đường cẩn thận nha. Đứa bé đó sinh vào ngày nào vậy? Chính là ngày An Châu có một trận bão lớn năm 94 đó. Vậy là sinh cùng ngày với tiểu thư sao? Ngày hôm đó có rất nhiều người gặp nạn. Con gái cô ấy vừa sinh ra thì anh trai với chị dâu đã qua đời rồi. Vậy họ tới Giang Thành làm gì chị có biết không? Hình như là để tìm ai đó thì phải. Vậy thì cô ấy có nói cô ấy đi Giang Thành tìm ai không vậy? Tôi cũng không nhớ nữa.